Đội trưởng Morgan là một cựu thuyền trưởng hải quân, ra mắt trong phần phim Bình Minh Lãng Mạn với tư cách là một trong những nhân vật phản diện chính. Hắn ta cai trị như một bạo chúa, thường lạm dụng quyền lực của mình với tư cách là đội trưởng của chi đội 153 hải quân. Nhưng sau khi bị Luffy và Roro đánh bại, hắn ta bị tước quân hàm vì nhiều lần lạm dụng quyền lực. Và chục năm trước, Morgan đã có một cuộc đời không mấy nổi bật trong hải quân, cho đến cái đêm định mệnh, thủy thủ đoàn của hắn ta bị tấn công bởi băng hải tặc mèo đen, khiến hắn trở thành người sống sót duy nhất bị gãy xương hàm và cụt tay. Sau khi được thăng chức làm đội trưởng căn cứ hải quân, hắn ta gắn một chiếc rìu gắn vào cánh tay để thay thế vào một tấm thép quấn quanh chiếc hàm bị hư hại của mình, mang lại cho hắn ta danh hiệu Morgan tay rìu.